Đẹp quá nhỉ, cái này là em nhặt được ở đâu đây? Cho em, anh có thể giúp gì cho em nhỉ? Dạ em chào anh có phải anh Hồ Đức không ạ? Đúng rồi, anh đây. Dạ anh ơi, em có nhặt được cái chiếc lắc này thì anh có thể kiểm tra giúp em xem là cái này là sàn hay là đá được không ạ? Ừ, đưa anh kiểm tra xem nào. Dạ Đẹp quá nhỉ, cái này là em nhặt được ở đâu đây? em làm lao công, em sáng ngày sớm nay quét rác ở khu vực này thì em nhặt được cái lắc này, không biết là nó là sàn hay gì, anh có thể kiểm tra giúp em được không? Ok, để anh kiểm tra cho em nhé. Ok, bây giờ anh sẽ kiểm tra cho em bằng máy test sàn chuyên dụng GIA nhé. Ok, anh đã kiểm tra cho em xong rồi nhé. Thì cái lắc này là lắc kim cương tự nhiên, hàng thiệt đấy. Nó rất đẹp, anh gửi lại em nhé. Ôi vậy thì nó trị giá quá nhở. Ừ, đúng Cái rồi. này thì em sẽ về em báo cáo với công an khu vực để trả lại cái món đồ này cho chủ nhân của chiếc lắc. Mời đến, mời đến. Ok, tuyệt vời quá em. Dạ vâng, Ừ, rồi. em cảm ơn anh rất nhiều nha. Ok, không gì. Dạ Hẹn gặp lại em nhé. em cảm ơn anh ạ.